Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video này chia sẻ các bạn cách khắc phục cái lỗi máy in HP Laser Z1020. Thì cái tình trạng cái máy in này khi các bạn gắn dây cáp tín hiệu vào để các bạn in tài liệu hoặc là các bạn cài đặt driver thì nó báo cái dòng lệnh lỗi USB Device Not Recognized. Đó. Thì cái tình trạng lỗi này á, thì các bạn đầu tiên thì cái đơn giản nhất là bạn sẽ thay cáp tín hiệu trước. Nếu mà bạn đã thay cáp tín hiệu rồi mà nó vẫn bị á, thì các bạn sẽ tiến hành kiểm tra cái phần bo phòng motor nha. Đó, các bạn sẽ tắt nguồn, các bạn rút nguồn điện ra. Đó, ở bên hông, ở cái phần bo phòng motor thì các bạn sẽ gỡ cái nắp bên hông ra. Thì cái máy này cái vỏ nó cũng rời rạc rồi cho nên mình tháo rất là dễ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó, thì các bạn thấy cái bo phọt motor, cái thứ nhất là nó bị ẩm cũng như nó bị rỉ mạch. Các bạn đang xem video tại kênh Vi Tính Huỳnh Lâm, các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhé. Đó, mình sẽ quay cận cảnh cho bạn xem. Các bạn nhớ rút cái dây cáp ECU ra, từ cái bo ECU gắn qua cái bo phọt motor, các bạn rút cái cáp đó ra. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo cái bo phọt motor ra, mình sẽ quay trực tiếp cận cảnh. Đó, các bạn thấy khi bạn sử dụng lâu á thì những cái linh kiện, thứ nhất là nó bị ẩm, hoặc là khi các bạn để máy in lâu quá rồi các bạn không sử dụng lại thì có thể để những cái vết bẩn đó là do chuột hoặc dán vào, nó sẽ vào nó làm tổ rồi nó đại tiện tiểu tiện trên những cái bo mạch của bạn luôn đó. Hoặc là khi các bạn để bị nước hoặc là khí hậu thời tiết, nó sẽ làm những cái linh kiện nó bị rỉ hoặc là bị rét. Đó, các bạn thấy để cái bo phọt motor của mình á, thứ nhất là có vết bẩn, rồi nó bị rỉ, một số linh kiện nó bị rỉ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái bo ra, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó, các bạn để ý nè, nó có vết nước rồi vết bẩn nè, một số linh kiện bị rỉ rồi bị oxy hóa luôn nha các bạn. Đó, cái bo rất là bẩn, bởi vậy khi bạn gắn vào máy tính thì chắc chắn nó sẽ báo lỗi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh. Các bạn có thể sử dụng RB7 nha. Đó, các bạn sử dụng cho RB7 để các bạn xịt các vết bẩn nha. Thì cái RB7 này nó sẽ làm cho những cái vết bẩn, những cái vết sét nó rất là ok nha. Rồi sau đó các bạn sẽ sử dụng nước rửa chén hoặc là xà bông. Đó, các bạn có điều kiện nào thì các bạn làm thôi. Rồi các bạn sử dụng bằng chải, các bạn chà sạch cho mình nha. Đó, các bạn chà kỹ ở cái phần rỉ cũng như cái phần bị oxy hóa. Sau đó các bạn sẽ rửa sạch qua nước nha. Đó, nếu mà máy tính hoặc là cái bo phọt của bạn mà khi các bạn tháo ra các bạn kiểm tra mà gặp phải cái hiện tượng như cái video của mình á, thì các bạn cứ làm theo cách của mình, biết đâu đó hy vọng là sẽ giúp các bạn có thể tự khắc phục hoặc là giúp các bạn đỡ một cái chi phí nào đó khi bạn sửa hoặc là thay thế cái bo phọt motor này nha. Đó, thì cái chi phí thay cái bo này cũng không quá đắt nhưng mà nó cũng không quá rẻ nha, cũng vài trăm nha các bạn. Đó, thì sau khi vệ sinh sạch á, thì các bạn có thể tận dụng khí trời thời tiết nắng đó, thì các bạn sẽ phơi nắng. Hoặc là bạn nào mà có cái lò hấp hoặc là cái máy sấy thì bạn sấy hoặc là bạn hấp ở nhiệt độ thấp để cho nó nước nó khô đi. Đó, sau đó mình sẽ gắn vào lại máy in để mình in test lại nha. Đó, khi các bạn gắn vào máy tính để các bạn in mà nó không báo lỗi nữa là ok rồi nha các bạn. Đó,
Thì bây giờ cái máy in của mình đã khắc phục thành công sau khi mình đã vệ sinh sạch sẽ, sau đó mình gắn vào máy lại á, thì khi mình nhấn lên in là ok, gắn vào máy tính nó đã nhận rồi nha các bạn. Đó, rất là đơn giản, không cần phải thay bo nha các bạn. Rồi, video mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video mới nhất nha.